Cũng tại Trung Quốc, theo thông tin mới nhất của Cơ quan Quản lý Giao thông Bắc Kinh, thì bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm 2014, thành phố 20 triệu dân sẽ bắt đầu hạn chế xe ô tô theo biển số chẵn lẻ. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm 2014 đến ngày 10 tháng 4 năm 2014, các phương tiện ô tô lưu thông tại Bắc Kinh trong giờ cao điểm sẽ bị cấm hoạt động theo quy định khá phức tạp. Những xe có số cuối là 1 và 6 bị cấm lưu thông vào thứ hai, số cuối là 2 và 7 cấm lưu thông thứ ba, số cuối 3 và 8 cấm lưu thông thứ tư và số cuối là 4 và 9 cấm lưu thông thứ năm, số cuối là 5 và 0 cấm lưu thông vào thứ sáu. Riêng với xe ô tô chở khách chỉ phải áp dụng quy định này trong khoảng từ 9 giờ đến 17 giờ trong ngày. Đặc biệt trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, các phương tiện ô tô tại Bắc Kinh không phải tuân theo quy định này trong giờ cao điểm.